Hello, chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube Mỹ Mô Tô em nha. Thì hiện tại em có mặt cửa hàng mô tô của anh Dương nha quý anh chị. Ở địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Long Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha quý anh chị ơi. Và số điện thoại chi tiết cửa hàng thì em có để trên màn hình nha. Quý anh chị có mua ở xa mà đi không được thì mình cứ liên hệ số điện thoại giúp em nha. Thì hôm nay em sẽ cập nhật giá cho quý anh chị mình những dòng mô tô trong cửa hàng nè và những cái dòng mới về luôn quý anh chị. Đó, từ từ ha, em sẽ lướt sơ một quận cho quý anh chị xem. Đó, nguyên một vàng Ducati rất là nhiều quý anh chị ơi. Ở đây, ở ngoài này thì cũng có như là Z nha, Z8, Z1000. Ở trong đây thì cũng như là G3 nè quý anh chị. Đó, G5 V3 và Ninja nè quý anh chị. CBR 250, MT03 đều có nha. Đây, rất là nhiều ha, từ từ ha. Vô trong thì cũng còn những cái mẫu cổ điển lên gần nè quý anh chị, W nè. 150, giá thì rồi cũng rất là mềm thôi nha. Đó, đó thì cũng có một chiếc clip trước em cũng quay rồi, lát em sẽ lướt lại cho quý anh chị mình luôn nha. Đó, đặc biệt thì hôm nay mới về một chiếc Benelli nè quý anh chị. Đó, Benelli 302. Rất là đẹp nha quý anh chị ơi. Từ từ nha. Rồi vô đây thì em sẽ cập nhật giá cho quý anh chị mình từ trong đây dài ra nha quý anh chị. 150. Đó, 150 thì ở đây em thấy là TFX nè. Đó, và như là chiếc Lengen. Đó, Lengen 150 nè quý anh chị, 150cc nha. Rồi xe này có cọc luôn quý anh chị ơi. Rồi cho qua ha. Còn ở trong kia là con W175 kìa. Con đó là giá nhiêu giờ? Đấy, 45 triệu 500 nè quý anh chị. 47 triệu 500. 47 triệu 500 quý anh chị ơi, nhầm. Nha. W. Đó, 175. Chiếc này em nhớ là đời nhiêu không em? Xe còn khá ngon nha quý anh chị. Đây, quay kỹ cho quý anh chị mình xem nha. Máy nè. Đó, về phần lốp thì chưa có màu gì mấy. Ok, 47 triệu 500 quý anh chị nha. Rồi, tiếp theo thì còn một chiếc TFX nè quý anh chị. Em sẽ lướt cho quý anh chị mình luôn nha. Chiếc này là đời 27 nè quý anh chị. Đó, biển là 61. Đó, giá là 44 triệu 500 nha quý anh chị. TFX, 150. Đây, em sẽ lướt tất cả cho quý anh chị mình luôn nha. Đây cũng có ghi BO3 nè. Đời 2018. Đó, ABS luôn ha. Đó, lớp xe mới tinh luôn. Con này biển số là 43 nha quý anh chị. Giá thì là 89 triệu 500. Ok nha. Biển số khá đẹp luôn. 00368 đuôi luôn quý anh chị ơi. Xe đi mới được có 3.900 à. Rồi bên đây thì chiếc CB 150 phải không? CB 150 nè em. Con này giá nhiều em biết không? Con này bán rồi luôn hả? Rồi. Ok anh chị ơi, con này có khách mua luôn nha. Rồi cho qua đi. Rồi tiếp theo thì mẫu G-Fit Demon. Đó, một chiếc duy nhất trong cửa hàng luôn anh chị ơi. Đó, độ lên bô SC luôn nha. Chiếc này đời 2020 luôn quý anh chị. Nè, xe nè. Giá là thì 41 triệu 500 nha quý anh chị, biển số là 75 nha. Xe đi mới được 7.000 cây thôi. Ok, rồi, tiếp theo. Đây, BX. Đó, Beta Tom 125 nè. Đời 2017 nha quý anh chị. Biển 61. Đó, máy nè. Đó, mẫu cổ điển thì quý anh chị thích thì có nhu cầu mình cứ liên hệ số điện thoại nha. Đó. Giá là 37 triệu 900, 37 triệu 500 quý anh chị ơi. Đó, biển 61 đi được 49.000 cây.
Đó, trong đây thì cũng còn như là CBR 150 của Indo nè quý anh chị. Đây em sẽ lướt cho quý anh chị mình luôn ha. 150, xe đời 2018 nè. Chiếc này biển số là 60 nè. Có dán lên cái tem áo rất là đẹp nha. Giá là 57.500. Xe mâm màu đỏ luôn quý chị ơi. Ở trong đây em màu đen đỏ, đỏ đen nè. Đó, đời 2018 nha. Xe biển số là 93. Giá là 58.500. Đấy, xe còn rất đẹp nha quý anh chị. Đó, thì ở trong đây còn một chiếc Suzuki GX R nè. Đó, chiếc này là đời 2021 luôn anh chị, xe rất là mới luôn. Đi được mới có 1.500 cây à. Đó, biển số là 69 nha. Giá thì 58.500 nha quý anh chị, xe rất mới luôn. Đó, hôm nay thì không có test máy cho anh chị mình nghe được, anh chị thông cảm ha. Em sẽ lướt báo giá của anh chị mình lẹ thôi, sơ sơ không có kỹ cho máy của anh chị xem thông cảm. Rồi ra đây mình xem dài qua đây thì có Benelli 3.2 nè. Đó, chiếc này vừa mới về thì mình sẽ quay chiếc này trước luôn nha quý anh chị. Biển là 82. Đó, kiểu dáng xe rất là đẹp nha quý anh chị ơi. Đó, ra đây mình quay cái dàn ngoài cho quý anh chị mình xem nha. Đây, đây rất đẹp nha, rất là ngầu luôn. Đó, tiền ít thật nhiều nha. Chiếc này đời mấy Huy? 2017 nha quý anh chị. Con này là giá nhiêu hả? 74.500 quý anh chị nha. Benelli 3.2. Đấy, rất là đẹp luôn, hai máy nha quý anh chị. Rồi trong đây thì cũng còn một em Benelli 3.2 đời 2017 luôn quý anh chị. Đó, mẫu nét nha, xe này khá mới luôn nè, đi được 2-3.000 cây à. Biển là 59, thành phố luôn. Đấy, xe màu xanh, giá là chỉ có 69.500 quý anh chị ơi. À, ok chưa? Rồi ra đây thì một em Ninja, đây mình sẵn lướt ở đây trước nha. Ninja 3 nha quý anh chị, đời 2016 nè. Đó, biển thành phố luôn. Chiếc này là giá 89.500. Ninja 300 nha, phân khối. Rồi tiếp theo thì bên đây còn BMW 390 nè quý anh chị. Xe đời 2014 nha. Đó, xe này thì clip trước mình có quay chi tiết và nổ máy quý anh chị mình nghe rồi ha. Hôm nay sẽ lướt lại trở lại cho quý anh chị mình chưa xem cái video trước nha. Đó, biển 92. Con này nó bồ rất là khủng luôn. Đó, lớp xe nè quý anh chị. Đó, dòng xe này chuyên đi đường rừng là rất ok luôn quý anh chị ơi. Xe rất là cao luôn, đi được 26.000 nha quý chị. Giá là 59.500 thôi. À, phân khối là 390. Ok nha. Rồi hồi nãy mình sót ở ngoài này là con Z300 ABS nha quý chị. Đó, Z3 300 phân khối nha. Của hãng Kawasaki nè. Con này là đời 2016 anh chị nha, biển số là 62. Giá thì chỉ có 89.500 anh chị. Đó, phân khúc 300. Z3 thì còn số lượng rất là nhiều ha, quý anh chị thích màu nào thì mình quý anh chị cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Đây, con này là G53. Con này chưa có giá em, giá chiếc này là như bà Huy. Con này đời mấy thôi? Con này G5 à.
56.500. Đời mấy Huy con này? Đời 29 nha quý anh chị, 56.500. Rồi tiếp theo thì ghi beo 3 nữa quý anh chị. Đây ghi beo 3 đời 28 nha. Con này là biển số 79, giá 86 triệu. Con này biển ở đâu em? Mẹ quên nó cái biển. Bảy chín à? À, biển 79 nha quý anh chị. Rồi thì beo 3 là giá 86 quý anh chị ơi, biển là 79 luôn. Ok ha, ra đây. Đó, ra đây thì cũng còn một chiếc Suzuki GSX RG đời 2018 nè. Xe này biển số 59, giá là 45.500 quý anh chị. Nó đèn trời sáng đầy đủ luôn. Đó, Z3 thì còn rất là nhiều quý anh chị ha. Đó, em sẽ quay cho quý anh chị xem. Có nhu cầu cái màu nào thì quý anh chị cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình để được tư vấn rõ ràng nha quý anh chị. Đó, đi, G5V3 thì còn rất là nhiều luôn. Đấy. Đó, quý anh chị có nhu cầu thì mình cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Đó, hôm nay em sẽ ra đây cập nhật cái Zalo phân khúc lớn cho quý anh chị mình nè. Đó, con Ninja. Con Ninja này chưa có giá em ơi. 125 triệu xe đời 2018 anh chị ha. Con là Ninja mấy ơi? À, Ninja 4. Bô độ luôn. Quá khủng nha anh chị ha. Rồi tiếp theo thì mẫu G3. G3 thì còn hai chiếc nha quý anh chị. Đó. Chiếc màu vàng này là con màu vàng này là 87 thôi. Con này là đời mấy thôi? Đời 2016 anh chị ơi. 87 triệu. Đó, màu vàng tươi luôn. Vàng đen rất là đẹp nha. Rồi tiếp theo thì em màu xanh đời 2016 nè quý anh chị. Xanh bạc nha. Đó, mâm màu vàng đồng luôn. G3 còn hai chiếc duy nhất. Chiếc này là biển 59, 89.500 quý anh chị nha. Rồi tiếp theo thì Honda CBR 250 nha quý anh chị. Đó, màu vàng đen luôn nè, khá là đẹp. Rồi em nói là đời 2017 nha quý anh chị. ABS luôn. 117 triệu. Vàng đen. Xe còn khá cứng, khá đẹp luôn nha. Rồi qua đây thì cũng có mẫu Yamaha MT-03 quý anh chị. Đầu tiên thì chiếc này ABS đời 2017 nha. Đi được 10.000 cây, biển là 63 nè. Xe còn bóng hới luôn. Giá thì 89.500 quý anh chị ơi. Rồi trong đây cũng con đời 2018, biển là 93, 88.500 nha. Đó, phân khúc 300 MT-03. Hình như là ở ngoài này một chiếc, còn một chiếc đó nè quý anh chị. Chiếc này là đời 2019 nè. Giá là 94.500 nha quý anh chị. Xe đi được 6.000 cây nè. Hoa khúc MT-03 nha. Rồi. Đây mình sẵn đây lướt chiếc Honda CBR nhập Thái luôn quý anh chị ơi. 150 nha. Đó, chiếc này thì để trong cửa hàng khá lâu rồi nha quý anh chị. Để mình xem giá ra bao nhiêu nha. Có ghi giá đây, 45.500. Như là 45 triệu ấy nha. Đó, xe đời 2012 nha quý anh chị. Biển số là 84. Mình nhầm à, CBR Thái 150 nha. Rồi ra đây thì mình thấy là Ducati quý anh chị. Đó, Ducati còn số lượng cũng khá là nhiều quý anh chị ơi.
đó, đỏ vàng đen đều có ha. 795 các thứ đều có đó, như chiếc này là 795 nè, giá là 133 triệu nha quý anh chị, xe đời 2012 ha. Đó, biển là 59. Đó. Đây, rất là nhiều màu. Quý anh chị thích màu nào, chiếc nào thì quý anh chị có liên hệ số điện thoại giúp em nha. Đó, gặp anh Dương anh tư vấn cho quý anh chị mình kỹ nha quý anh chị. Đây, biển là 22. Đó, biển 59. 59. Đó, và 59 luôn quý anh chị ơi. Cái chiếc này thì chưa có thấy bấm giá nha. Quý anh chị em không có báo giá được, quý anh chị thông cảm nha. Rồi ra đây thì cũng còn một chiếc Benelli. Chiếc này Benelli mấy quay? 175 quý anh chị. Giá là nhiêu Huy ơi? Đó, 37.500 nha quý anh chị. Đó, Benelli 175 phân khối ha. Đó. Đây, thì còn về phân khúc lớn này nữa nè quý anh chị. Kawasaki Z1000. Z8 đó, và chiếc bên đây quý anh chị có nhu cầu thì mình cứ liên hệ nha. Chiếc này thì G6N650cc nè, chiếc này thì đời 2015 nè quý anh chị, biển là 59 luôn nha. Đó, giá là 115 triệu, đó, phân khối là 650. Còn bên đây là Z8, Z8 là đời 2015 nha quý anh chị nha, biển là 72 luôn nè. Xe có lên cái bô độ nè. Chiếc này thì hình như là không có phanh ABS hết, là có không ta? Mình xem đây. Không, mẫu này không có ABS ha. Giá là 163 triệu anh chị ơi. Đó, Z8. Còn ở đây thì Z1000 đời 2011 nha quý anh chị. Đi 25.000 cây rồi, biển là 76 ha. 163 triệu anh chị ơi. Z1000 có 163 triệu thôi, đời 2011 nha. Đó, biển số anh chị, vô riêng còn đầy đủ luôn. Rồi qua em bên đây thì biển 59 28000 ABS. Em này thì em không có thấy giá để trên đây ha. Quý anh chị mình có nhu cầu muốn mua thì mình cứ liên hệ số điện thoại giúp em nha quý anh chị. Về phân khúc lớn này. Ok nha. Còn bên đây thì cũng còn rất là nhiều. Đó, chẳng hạn như là CBR650F và CBR650G. Đó. Trong đây cũng còn Ducati nè và Honda. Đó, CB500F. Quý anh chị có nhu cầu mẫu nào thì mình cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Thì video em chỉ cập nhật tới đây thôi. Quý anh chị có nhu cầu những dòng xe nào muốn xem chi tiết thì hãy bình luận mạnh bên dưới cho em. Em sẽ quay chi tiết và báo giá quý anh chị mình thêm nha. Đó, thì video em chỉ làm tới đây thôi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.